Bây giờ chúng ta vào ví dụ 1, giải các phương trình sau. Câu A, 9 mũ x cộng 1 bằng 27 mũ 2x cộng 1. Ở đây chúng ta thấy 9 và 27 chúng ta đưa về cùng cơ số được. Chúng ta sẽ đưa về cùng cơ số 3. Vậy cái này tương đương với gì? 3 mũ 2 tất cả mũ x cộng 1 tức là 3 mũ 2 nhân với x cộng 1 bằng 27 là sẽ bằng 3 mũ 3 tức là 3 mũ 3 nhân với 2x cộng 1. Ở đây nó là dạng a mũ fx bằng a mũ gx rồi cùng cơ số, đúng không? Cho nên hai cái về thừa cùng cơ số bằng nhau thì hai số mũ cùng bằng nhau. Vậy tương đương với 2 nhân với x cộng 1 sẽ bằng 3 nhân với 2x cộng 1 và tương đương gì? Cái này thì đơn giản rồi đúng không? 2x cộng 2 bằng 6x cộng 3 tương đương với gì? 4x bằng âm 1 và cái đó tương đương với x bằng âm 1/4. Và cái phương trình này có một nghiệm duy nhất là x bằng âm 1/4. Nào, câu B. Câu B thì đây chúng ta thấy nó có dạng là gì? A mũ fx thì bằng B, đúng không? A mũ fx thì bằng B. Thì chúng ta sẽ lấy logarit cơ số A cả hai bên, nghĩa logarit cơ số này cả hai bên. Thì chúng ta sẽ tương đương với 2x bằng logarit cơ số 2 cộng căn 3 của 2 trừ căn 3. Chúng ta lưu ý cái này là số dương cho nên chúng ta lấy logarit cả hai bên được, đúng không? Bên này thì chính là một là các bạn áp dụng cái công thức của dạng 2 luôn, hoặc là các bạn cứ hình dung là lấy logarit cơ số của 2 cơ số 2 cộng căn 3 cả hai bên thì bên này còn lại 2x, đúng không? Vì là logarit cơ số 2 cộng căn 3 của 2 cộng căn 3 mũ 2x thì mũ 2x đưa xuống thì logarit cơ số 2 cộng căn 3 của 2 cộng căn 3 thì bằng 1, đúng không? Rồi đến đây tương đương với x bằng gì? 2x bằng, chúng ta thu gọn cái bên này đi, logarit cơ số 2 cộng căn 3 của gì đây? 2 trừ căn 3 thì chúng ta nhân với lượng liên hợp 2 cộng căn 3 của nó đi thì bằng trên thử là 4 trừ 3 là bằng 1 trên 2 cộng căn 3. Vậy tương đương với 2x bằng gì đây? Cái này sẽ bằng trừ 1. Vậy tương đương với x bằng trừ 1 phần 2. Vậy phương trình có nghiệm x bằng trừ 1 phần 2. Câu C. Nào bây giờ chúng ta cùng biến đổi. Chúng ta thấy đây là 3 này, 3, 3. Vậy nó là gì? Chúng ta sẽ đưa nó là về cơ số 3 hết, đúng không? Và đây chúng ta thấy các số mũ nó khác nhau và đây đang nhiều cái bị thừa cho nên chúng ta phải tìm cách chúng ta gộp lại. Vậy chúng ta thấy tất cả đều có thể làm cho xuất hiện 3 mũ x được hết, đúng không? Vậy chúng ta làm cho xuất hiện 3 mũ x hết. Ở đây 3 mũ x cộng 1 thì bằng 3 mũ x nhân với 3 thì sẽ bằng 6 nhân với 3 mũ x trừ đi. Chỗ này sẽ 3 mũ x trừ 1 là bằng 3 mũ x chia cho 3. Vậy là 6 chia 3 là bằng 2 trừ 2 nhân với 3 mũ x trừ đi 3 mũ x giữ nguyên bằng 9. Tương đương với bên này là gì? 6 nhân 3 mũ x trừ đi 2 nhân 3 mũ x trừ 1 nhân 3 mũ x lại, vậy là còn 3 nhân 3 mũ x. Còn bên này 9 là bằng 3 mũ 2 tương đương gì? Hoặc là đây chúng ta chia tiếp cho 3 đi. Vậy 3 mũ x sẽ bằng 3 mũ 1. Vậy từ đó suy ra là gì? X phải bằng 1.